Nam em chặt đẹp Miss Universe 2005 khi đụng hàng, lấn lướt cả hoa hậu quốc tế. Mặc dù đụng hàng Miss Universe 2005, thế nhưng Nam em không hề tỏ ra lép vế mà còn lấn át cả đàn chị ở một điểm. Trong làng hương sắc Việt Nam, Nam em là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Không chỉ sở hữu nhan sắc khả ái, gu thời trang ổn định mà body chuẩn chỉnh cũng giúp cho người đẹp gốc Tiền Giang nhanh chóng chiếm ưu thế mỗi khi đụng hàng. Vừa qua, Nam em đã chứng minh điều đó khi cập nhật hình ảnh tham gia một sự kiện. Mỹ nhân sinh năm 96 diện bộ cánh ôm sát body tông xanh với nền chất liệu xuyên thấu, giúp khoe khéo được đường cong hình thể quyến rũ. Mặc dù chọn cách trang điểm đơn giản cùng mái tóc thẳng, nhưng Nam em vẫn ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào và thần thái đầy cuốn hút. Thế nhưng, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra bộ đồ Nam em mặc cũng chính là trang phục từng được Miss Universe 2005 Natalie diện khi tham dự đêm chung kết Miss Charm 2023 diễn ra tại Việt Nam vừa mới đây. Với nhan sắc quyến rũ cùng thần thái uyển chuyển, hoa hậu gốc Canada thực sự đã khiến dân tình mãn nhãn. Mặc lại trang phục từng được Natalie khoác lên người, màn đụng độ giữa Nam em và Natalie nhanh chóng gây chú ý. Theo đó, đa số mọi người đều cho rằng hai người đẹp bất phân thắng bại, thậm chí có bình luận cho rằng Nam em trông nổi bật hơn với khí chất tươi trẻ và trong sáng. Trong khi đó, Miss Universe 2005 lại mang vẻ đẹp của sự quyền lực. Có thể thấy, trải qua nhiều biến cố tình cảm, Nam em ngày càng thăng hạng nhan sắc khiến fan trầm trồ. Nhiều người cho rằng chỉ cần Nam em không dính dáng đến thị phi hay ồn ào tình ái thì cô hoàn toàn có thể thăng tiến hơn trong sự nghiệp tại làng hương sắc Việt Nam. Và đặc biệt trong thời gian gần đây, ngoài việc xuất hiện liên tục tại các sàn diễn, các cuộc thi, thì Nam em lại còn xuất hiện liên tục tại các phòng trà khi lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Có lẽ Nam em là một trong những người đẹp đa tài của làng giải trí Việt. Khi cô lấn sân sang lĩnh vực nào đều rất chỉnh chu và được khán giả vô cùng yêu mến. Các bạn ơi, các bạn nghĩ sao về Nam em khi đụng hàng với hoa hậu quốc tế? Hãy để lại bình luận nhé và đừng quên ủng hộ Nam em trong con đường sự nghiệp sắp tới của cô ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.